chuyện có của bờ của bụi vậy đó. Mà thấy có cái này tưởng là người ta không có cái làm sửa lại, ai ngờ đâu bây giờ ta sửa lại rồi. Rồi không biết là một mai nào đó hãy tôi đi đâu đây. Ông lại cho giặt với giặt đầu nữa. Đồ đạc gió hết trơn rồi chị ơi. Chào quý khán giả nha. Chị đang trên đường chị về. Không phải rồi. Rồi mấy cái đồ của chị bỏ đây là đem đi đâu hết trơn rồi. Bà mẹ ơi. Ba mẹ chắc đi đi rồi. Rồi sáng. Chắc bị đuổi đi luôn rồi. Sáng là chết rồi. Trời ơi, không có nhà có cửa còn bị đuổi đi chết luôn quá. Mà đồ của chị á, đồ của chị có không? Không, không có hết rồi. Trời ơi. Chị sao sống trời. Sao tôi nói ngủ đâu. Ê, kiệt về kìa. Kiệt mới đi lấy xe về. Ủa, xe để đâu vậy anh? Để đâu kìa. Giờ lấy xe, bỏ xe mà đường á. Dạ. Ờ. Trời ơi, hên quá. Chị. Ê, con cái chìa khóa màu trắng. Con có tiền cho lên. Rồi, có tiền nữa còn không? Để sáng đem lại thợ đi. Nha. Hên quá, rồi bọc đồ đâu ạ? Ừ, đắng luôn hả? Ờ, lấy chứ nó lộn mà. Bây giờ sao? Rồi chị... Về chỗ chân chơi rồi. Nhưng mà cái chỗ này người ta... Đó, không có cái này chợ được đâu, giấy tờ đâu mà ngủ. Bây giờ... Bây giờ chị xin ai, em là chứ... Là... Dịch... Đúng gì đó. Rồi. Đúng. Bây giờ đây, 200 ngồi xuống đi, nên nói chuyện nè. Tôi cái này chứ tôi ngồi hết cũng nổi rồi đó. Cái chỗ này á, của người ta. Đúng rồi. Sớm muộn gì người ta cũng lấy lại à. Đúng rồi. Đó. Nhưng mà có một cái có lấy thì cũng báo luôn trước ngày đi. Có đâu mà vợ chồng đi xin rồi. Đi xin đi bán vé số rồi. Vậy chết luôn rồi. Đồ đạc của ta không còn cái gì hết trơn á. Rồi tối ngủ không? Rồi tối đó tôi ngủ đâu. Giờ chị chỉ xin ai người ơi. Ai người thương lót tôi được đời cho tôi. Kiếm một chỗ nào đó tôi lùm cho bụi rồi đó cho tôi ngủ cũng được. Mình về nhà bên kia được không chị? Không được. Ở riêng ha. Dạ, thôi bây giờ mình ngủ chỗ được không? Được. Anh chị bây giờ không có giấy tờ không? Không có giấy tờ. Không có giấy tờ là không có ai dám nhận mình luôn. Dạ. Giờ nói chung thì để lát có gì đi. Để em đứng ra em lãnh ra. Rồi để anh chị có thuê phòng chứ giờ. Dạ, tối chung... thì hai đứa không có. Con chị có ngủ bờ của bụi vậy đó. Mà thấy có cái này tưởng là người ta không có cái làm sửa lại, ai ngờ đâu bây giờ ta sửa lại rồi. Rồi không biết là một mai nào đó hả tôi đi đâu đây. Ông lại cho giặt với giặt đầu nữa. Hay là chui vô bụi lùm nào đó ở nữa. Bữa nay thì cái tin vui là chị đã gặp được cha. Được chị được cha. Nhưng mà trên đường đi thì hay cái tin là ở đây thì người ta đã lấy lại cái chỗ này thì cũng đúng, tại chỗ này của người ta mà mình chỉ ở tạm thôi. Người ta cũng thương lắm, người ta mới cho ở được mấy tầng. Dạ. Mà phải rồi của người ta mà. Người ta lấy lại đặng người ta làm kinh doanh chứ. Dạ. Đâu phải đất của mình đâu. Nhưng mà chị gắn bó với đây cũng mấy tầng hả chị? Dạ. Giờ gì đi, giờ ở chung chỗ này phải trả lại chúng ta, mai mốt mình đừng có lại đây nữa chị. Dạ. Dạ. Giờ mình ra đây cũng không có ở. Cũng đâu có ở được đâu. Ở đây tối lạnh lẽo quá, em ngồi lắm xíu mà thấy lạnh luôn. Buổi sáng giờ đi Đồng Nai là bây giờ là mấy giờ nè? Bây giờ là 10 giờ mấy rồi nè. Dạ. 22 giờ 42 phút nè, gần 11 giờ rồi. Hồi sáng anh chị đi rất từ rất sớm luôn, từ 5 giờ đi lên Đồng Nai rồi xong cái chiếc xe máy hồi sáng đậu đây nè, đúng không anh Kiệt? Đúng. Hồi sáng đậu đây, đúng rồi. Rồi mấy cái đồ thì bỏ ở đây. Đồ quần áo rồi giờ đã gom sạch hết trơn rồi. Gom hết trơn rồi. Rồi đồ nói chung anh chị rất là mừng vì nhận một cái tin đó là có một cơ gặp cha. Đừng gặp cha. Thì chị... là ổng có đi về heo á, ổng về heo biết ông ngủ đâu nữa. Ổng về heo cho ổng ngủ ngoài đường luôn. Chết luôn. Mình còn trẻ mình ngủ đâu cũng được hết trơn á. Ổng lớn tuổi rồi. Phải chỉ còn lại cái một người cũng đỡ. Bây giờ chỉ nước mũi nhà trọ thôi chứ sao vậy? Mà anh chị không có giấy tờ nè. Hồi đó giờ anh chị là không có giấy tờ gì luôn hả? Không, là nhỏ lớn là không có tên trong hộ khẩu.
còn tôi có giấy tờ nhưng mà tôi bị người ta cắt tiền trong cái bóp giấy số của tôi, người ta lấy nguyên sạch cái bóp luôn. Dạ. Đó là tôi mất giấy chứng minh luôn. Nay tôi tìm được cha tôi rồi. Nhưng có mà... lẽ có một thời gian nào đó tôi cũng sẽ về quê tôi làm lại giấy, lại có cha tôi mà. Dạ. Hồi nãy như là chị nói là chú sẽ tìm một cái chỗ ở ở dưới quê Sóc Trăng. Dạ. Rước chị về chị gì nữa là tính gì đó ha. Dạ. Tôi bệnh ráng, tôi cũng ráng mà đi. Biết sao giờ mình không đi lấy gì có cái miếng ăn, rồi thêm cái mà gặp được cha nữa. Đã biết rồi, ông mấy năm trời mới gặp được ông. Nay gặp ông đấy, ông ốm mà ông già đi nhiều lắm. Anh chị giờ đó bụng không? Ăn gì thêm không? Không. Chị chỉ ngủ rồi. Dạ anh nổi không? Không ạ. Ngủ. Giờ ở đây là không ngủ được rồi. Bây giờ mình kiếm nhà trọ. Nhà trọ, anh nhà trọ dưới đây nè. Ở đây anh biết nhà trọ nào không? Biết. Đó phòng hay chồng ngủ chung đó, mắc không ta? Biết. Ngủ đi, có gì em đứng hầm lạnh em trả tiền cho. Anh chị vô thuê là người ta không có cho đâu. Ừ. Không ai mà không có giấy tờ, không có cho thuê đâu. Mà chán quá chị. Hồi sáng đi hơn chiếc xe không được mất. Hồi trưa á, có mấy bạn nói với em á là gom đồ hết rồi nhưng mà chiếc xe còn đây nè. Chắc họ không biết cái xe này còn được, tôi được Mạnh Thường Quân cho. Họ cũng không nỡ lấy đâu. Chạy giết về sợ. Bởi vì là... tôi chạy giết về, một phần mình cũng không có lo người ta lấy của mình, nhưng mà một phần mình cũng lo chứ. Ai biết được người nào người gian người xấu. Nếu qua lộ người gian người tốt. Nhưng mà chiếc xe hồi sáng mà anh Kiệt có bỏ tiền ở trong. Dạ, bỏ tiền nó tính sáng này nè. Ông cũng sợ nữa, tính lấy tiền nó đi mua cho cha 2-3 bộ đồ cho ông mặc. À. Rồi cái bỏ trong đó cái... Bỏ trong đó không lấy ra được luôn. Nguyên nhân là sao anh? Như xăng sao lấy không được? Không phải. Tao cứ sao lấy chìa khóa trong đó. Cái yên nó bị hơi khó lấy ra đó, rồi cái chìa khóa đút vô nó bị mắc kẹt luôn. Rồi không có lấy ra được. Nên là sáng nay sẽ chắc phải đem ra chỗ mà mua chiếc xe mình làm lại. Rồi sáng giờ về chị thăm cha chị về đây rồi chị có điện cho cha chị nhiều không hay là cha chị điện nhiều? Điện cho chú đi. Dạ quá, đó. Điện cho quá liền. Em điện cho cha em. Điện cho cha cho chú mượn. Trời hồi sáng giờ ổng điện hoài tôi nghe không. Nói con về tới chỗ rồi cha yên tâm cha ngủ đi. Cha đừng có thức nữa. Bắt đầu lớn lên nghe chị. Dạ. Chị mở lo lên. Con làm điện mấy em nè. Được không? Được không? Ừ, nó được không? Là tại những mấy này nó lớn nó là già. Dạ. Vì xe máy thì có xài mạng việc là bùa anh. Dạ. Cha ơi, cha ngủ chưa? Con về được tới nhà, tính là trọ rồi cha. Dạ, con không có ngủ bồn ngủ bụi đâu, cha đừng lo nha. Dạ, cha ngủ ngon nha. Dạ, cha đừng có nghĩ con ngủ bồn ngủ bụi nữa nha. Dạ, con được người ta thuê cho con cái phòng rồi. Dạ. Nói vậy con nói là được cái em mà để tìm gặp được cha đấy hết tiền rồi tao nói à hết tiền thôi đi sao giờ thôi cho không biết được rồi cho biết rồi thôi được rồi cha điện qua luôn được cha điện lên điện lại mới lo lên mới lo lên mới lo lên con nghe chơi. Dạ không được à, em Tâm á, Tâm gồm á, con mướn nhà trọ cho con. Nó chạy, Tâm chạy. Với gồm á, đúng không? Cũng hồng tiền lại mướn nhà cho con, mướn trọ cho con ngủ qua đêm. Cha ngủ yên tâm đi, đừng có lo gì chân không. Dạ, hai vợ chồng con có phòng ngủ rồi. Dạ, cha ngủ ngon nha cha. Không có thức khuya nữa không, 10 giờ mấy rồi đó. Dạ con xin lỗi. Tại vì con muốn điện về cho cha lắm. Thì đâu cha ngủ nha. Chị lát chị tắm cửa đi vô phòng trọ có chỗ tắm. Ờ anh không đẹp có làm gáo không?
Thấy không? Quần áo, quần áo. Đâu có đâu. Cái bọc, bọc quần áo. Quần áo trên xe có không? Có rồi. Vợ cầm nóng nha, đừng nóng đi. Bây giờ mình đừng có ghé này nữa. Trả lại cho người ta đi. Ok. Chứ đồ chỗ con Tam có còn gì không chị? Có còn gì không? Có còn gì không? Còn chơi mít bữa hổng à. Tại vì bỏ được rồi, chúng ta lấy. Có đồ đồ. Không gì không? Đó đến cái cục bùng. Trời đêm thức cũng. Cô tính ngủ đâu một cục bùng nữa cô nữ. Ngoài sáng rồi ngủ mà tiếng tổ. Trời ơi. Chứ trước tiên tối ngủ thì em không về em còn phải ngủ nữa. Ừ. Ừ. Đó anh về trước đi. Ôi đưa cho chị ra hai nhà trọ chứ mới được à, gì trước cái gì có bảo không có ông mà nè rồi quên anh Kiệt vậy anh Kiệt dẫn dẫn ông lại nhà trọ nha đó rồi em không không chị đi với anh Kiệt đi biết rồi vô lấy dép cái tay lấy dép đi tới đây hết rồi nè rồi dạ. Vậy là đi với em anh Kiệt đi trước nha anh Kiệt đi chạy trước nha rồi chạy trước đi từ từ nha đợi em với đi tao đi còn ghé vô nhà bà nội không phải đồ nữa dạ rồi chắc bên nè dạ. Có gì nữa hả khổ ai là lấy ngoài trời đồ của em của tôi rồi mướn được ha hai chồng yên tâm ngủ ha con cảm ơn cô nha dạ đây hai vợ chồng có chỗ ngủ nghe quý khán giả dạ đi với chồng nha đi chồng nha.